các bạn nha. Wow, hôm nay chúng ta cùng chippy bắt cá các bạn ơi. Cá này. Chạy. Chạy bắt đi. Cặp chặt vào, cầm hai tay chặt vào. Đúng rồi, cho đây. Chị bắt đi. Ôi trời ơi. À, con gà này, con đách này. Con đách. Còn hai chú cá. Ôi con rắn này. Ôi trời ơi. Lắm rắn quá. À, ô tô này, ô tô đi trên nước nào. Để đi săn cá nào. Cá đâu. À, được rồi. Anh tụt rồi. Ôi, cua này. À, pia đây, con gì đây? Con bọ ngựa này, pia ơi, cho đây. Nó bắt được. Wow, con gì đây? Xin chào các em nhé, lên trời mưa đi bắt cá các em ơi. Anh nào ngoài đó các em ơi. Ô, đi, cho đi. Ui, một vũng cá các em ơi, nhiều cá quá. Ui, xôi, cá gì đây? Wow, con cá gì đây? Ôi, nó chạy. Cá chép. Ở đây. Ô, đâu rồi? Ô, cá ở đây có cá đấy. Còn lại dẫm vào nó. Để tôi bắt đây. Ê. Cái này. Chạy vào đây rồi, tôi bắt được anh rồi. Ủa, được rồi, bắt được rồi. Ô, chưa đi răng, chưa răng, ok. Răng này. Ô, đi tìm tiếp đi. Ô, cá gì đây? Ô, trời ơi, có cái gì ạ? Ô, trời ơi, tôi chạy. À, đi này, cá mập. Ô, trời ơi. Đứng lại. Ô, anh mới được cá mập rồi. Ô, cá gì đây, cá mập ơi. À, đây nó còn đây này. Ô, có cá gì ạ? Ôi, nó dễ. Ô, có cá này dễ khỏe quá. Ô, nó dễ. Ôi, bắt được nó rồi.